Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một bài, đấy chính là bài lũy thừa nhị phân. Bài lũy thừa nhị phân thì nó tương tự như cái hàm pau của các bạn đấy. Nó có nhiệm vụ là nó sẽ tính a mũ b, ok, nó sẽ tính a mũ b. Nhưng mà thông thường trước giờ các bạn hay sử dụng hàm pau đúng không, để tính a mũ b. Nhưng mà trong trường hợp này là a và b đều là số nguyên dương thì hàm pau thì nó sử dụng cho số thực, thành ra nó cũng tương đối là chậm. Và các bạn cũng cần phải biết một cách để tính a mũ b nó nhanh, ok. Thông thường thì khi mà tính mà a mũ b thì các bạn hay làm như thế này đúng không? Long long pau 1 int a và int b đúng không? Sau đó bạn khởi tạo một cái biến res bằng 1, sau đó bạn duyệt từ từ 1 cho tới b đúng không? For int i bằng 1, i nhỏ hơn bằng b, i cộng cộng. Và bạn làm gì nhỉ? Bạn sẽ cho res sao bằng i, à xin lỗi, sao bằng a đúng không? Để cho nó nhân đủ b lần a vào với nhau thì nó sẽ là a mũ b. Sau đó bạn return về biến res đúng không? Ừ. Thì khi mà bạn tính hàm pau như này thì độ phức tạp của nó sẽ là on. Và người ta sẽ có một cái cách, đấy là sử dụng thuật toán chia để trị để tính a mũ b, được chưa? Tính a mũ b trong ô log n thôi, ok. Đó, đó chính là lũy thừa nhị phân đấy. Bởi vì các bạn thấy là khi mà tính a mũ n ấy, ví dụ như bạn tính a mũ 10 ấy, thì thực chất nó sẽ là a mũ 5 nhân với a mũ 5 đúng không? Vậy thì bạn chỉ cần tính một lần a mũ 5 thôi, chứ bạn tính nốt cái thằng a mũ 5 bên này làm gì, là bạn có thể thu được a mũ 10 rồi. Và thằng a mũ 5 thì bạn cũng sẽ chỉ cần tính a mũ 2 nhân với a mũ 2, sau đó nhân với a thôi. Vậy thì bạn cũng chỉ cần nhân thằng a mũ 2 này thôi, đúng không? Là bạn đã có thể tìm được a mũ 5 rồi, thay vì là bạn sẽ phải tính cả thằng a mũ 2 bên này nữa. Vậy thì nó xuất phát từ cái công thức như thế này, đấy chính là a mũ b ấy, thì nó sẽ bằng a mũ b trên 2, xin lỗi. Cái chỗ này nó sẽ là a mũ b trên 2, ok. Nhân với a mũ b trên 2 đấy. Nếu mà b chẵn, đúng không? Nếu mà b chẵn. Đúng như thế không? Ví dụ như a mũ 10 thì nó có phải là a mũ 5 nhân a mũ 5 không? Vì 10 chẵn mà. Thế còn không thì nó sẽ bằng a mũ b trên 2 nhân với a mũ b trên 2 và nhân với a nếu mà b lẻ. Đấy, nó chính là cái trường hợp là a mũ 5 này này. Thì a mũ 5 nó sẽ bằng a mũ 2 nhân với a mà, đúng không? Thì nó trong trường hợp nó là b lẻ. Đấy. Thành ra là người ta có thể áp dụng đệ quy cũng được, hoặc là bạn có thể sử dụng vòng lặp cũng được. Ví dụ như tính a mũ 10 thì bạn cứ chia đôi ra, đầu tiên bạn tính a mũ 5. Đấy, sau đó muốn tính a mũ 5 thì bạn sẽ tính a mũ 2. Ok, tính a mũ 2 thì bạn sẽ tính a mũ 1. Đó, vân vân. Vậy thì cái bài mà tìm a mũ b ấy, thì các bạn sẽ không 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 duyệt từ 1 cho tới b sau đó làm như thế đâu nhá. Ok, bởi vì nó có thể sử dụng cái phương pháp này để tính trong log n thôi. Bạn tính như sau này. Ở đây mình sẽ hướng dẫn hai cách. Cách thứ nhất là sử dụng vòng lặp và cách thứ hai thì sử dụng đệ quy, ok. Bạn sẽ khởi tạo cho mình một cái biến res khởi tạo bằng 1, ok. Sau đó là bạn lặp yb ấy. Đó. Chừng nào b còn khác không ấy, ok. B còn khác không thì bạn kiểm tra, nếu mà b mà phần trăm hai mà bằng 1 ấy, bạn có thể viết cái dạng nhị phân của cái số b này ra thì bạn sẽ thấy rõ là nó liên quan đến cái lũy thừa nhị phân như thế nào. Ở đây mình kiểm tra ít b phần trăm hai bằng 1 ấy, thì bạn sẽ nhân cái biến a này vào trong thằng res, ok. Mình sẽ cho res sao bằng a. Đấy. Còn không ý, thì các bạn cứ làm công việc, đấy chính là bạn lấy b chia cho 2 nhá, b chia cho 2, sau đó là bạn lấy a nhân với 2. Đó. Ok, và dưới này bạn return về biến res là được. Thì đây chính là cái cách mà sử dụng lặp để bạn tính được a mũ b một cách nhanh nhất, ok. Người ta gọi là lũy thừa nhị phân. Hoặc là bạn cũng có thể sử dụng đệ quy như sau nhé. Pau 3, ok, int a và int b. Đó. Thì có điều kiện dừng đấy là gì nhỉ? Nếu mà b mà bằng 0 thì bạn sẽ return a mũ 0 bằng 1 đúng không? Return 1, ok. Còn không thì bạn sẽ tính a mũ b chia cho 2 nhá. Mình đặt là x bằng pau 3 của a mũ b chia cho 2 này. Và bạn kiểm tra nếu mà b phần trăm 2 và bằng 1 ấy thì bạn sẽ return về a mũ b trên 2 này nhân với a mũ b trên 2 này, sau đó là nhân với a, có đúng không? Trong trường hợp mà b nó là số lẻ ấy, đây này, đúng không? Bạn sẽ lấy x này nhân với x, sau đó nhân với a, đó chính là cái này. Thế còn nếu mà nó là chẵn thì bạn chỉ cần return về x nhân với x là đủ. Đó. Thì bạn có thể sử dụng hàm pau 2 hay là pau 3 đều được nhé. Ok. Đó. Thì đây chính là cái cách mà sử dụng lũy thừa nhị phân để tính a mũ b nó nhanh. Có hai test case đúng không? Mỗi test case thì bạn sẽ nhập vào là hai số a và b. Sau đó bạn sẽ in ra cái hàm, mình in ra cái giá trị của hàm pau 2, pau 3 và pau luôn nhé. Ở chỗ kia là pau 1 đúng không?
thì nó kết quả nó như nhau thôi. Thì thằng POW 2 và POW 3 thì nó sẽ nhanh hơn. Còn ba thằng thì nó sẽ đều có kết quả như nhau cả. Vậy thì từ bây giờ trở đi, nếu mà người ta yêu cầu bạn tính A mũ B ấy, thông thường thì họ sẽ yêu cầu bạn tính A mũ B, sau đó là chia dư cho một số nguyên nào đó. Thì bạn sẽ sử dụng phương pháp đấy chính là lũy thừa nhị phân nhé. Làm sàng này, xóa nó đi. Sao bị sai nhỉ? À, bị sai hàm thứ hai, để mình xem lại một chút xem nào. Rest bằng 1 đúng không? À xin lỗi, A sao bằng A chứ nhỉ? Tại sao A sao bằng 2, xin lỗi. Rồi, ok. Đó, thì khi đó bạn thấy là cả ba hàm này nó đều có giá trị như nhau cả. Ok. Và bạn sẽ nên lựa chọn về cách hàm thứ hai hoặc hàm thứ ba này. Thì đấy chính là cái kiến thức về lũy thừa nhị phân nhé. Để hiểu rõ hơn cái lũy thừa nhị phân chạy như thế nào ấy, thì mình khuyên là các bạn thử viết ra. Đây bạn thử viết bằng cái vòng lặp này này. Sau đó bạn viết ra hai cái số A và B, sau đó thì bạn chạy tay cái code A và B xem là cái vòng lặp của cái hàm POW 2 kia nó chạy như thế nào. Ok, thì bạn sẽ hiểu rõ hơn cái cách thức hoạt động của lũy thừa nhị phân nhá. Hoặc là bạn cũng có thể chạy tay với cái hàm đệ quy này để xem là cái cách thức hoạt động của cái hàm lũy thừa nhị phân này như thế nào, nó dựa trên chính cái công thức này thôi nhá. Ok. Thì đấy chính là cái lý thuyết về lũy thừa nhị phân mà mình muốn cung cấp thêm. Nó cũng là dựng kiến thức rất quan trọng đấy, để sau này bạn có thể áp dụng vào những cái bài toán như là tính số Fibonacci thứ n bằng cách nhân ma trận, hay là các bài toán về lũy thừa ma trận đấy, và mình có thể áp dụng cái phương pháp chia đề trị này để giảm độ phức tạp của nó xuống.